Từ bỏ đuôi cá để lên bờ, ánh viên ngày càng xinh đẹp. Người hâm mộ thể thao có lẽ không còn xa lạ với cái tên Nguyễn Thị Ánh Viên, được mệnh danh là Tiểu Tiên Cá, sở hữu bảng thành tích dày đặc và là niềm tự hào của nước nhà. Tuyên bố giải nghệ vào cuối năm 2021, quyết định của cô khiến nhiều người tiếc nuối. Bén duyên với bơi lội từ bé, gây ấn tượng ở tuổi 15. Trí thức trẻ viết, Nguyễn Thị Ánh Viên, sinh năm 1996, quê ở Cần Thơ, đã bén duyên với bơi lội từ còn bé, qua sự hướng dẫn của ông nội. Sớm bộc lộ tài năng, năm lớp 5, cô đã được trường chọn đi thi hội khỏe phù động cấp thành phố, nơi cô lọt vào mắt xanh của các huấn luyện viên tại Trung tâm Thể dục Thể thao Quốc phòng 4, quân khu 9. Sau đợt tập huấn cùng đội tuyển, tài năng của Ánh Viên bắt đầu được chú ý từ nửa năm 2011, khi cô xuất sắc giành được 10 huy chương vàng trong 10 nội dung thi đấu tại giải bơi lội các nhóm tuổi vô địch toàn quốc, 7 trong số đó là kỷ lục quốc gia. Cũng trong năm đó, theo thông tin từ báo Lao động, nữ kình ngư phá 2 kỷ lục khu vực, giành 6 huy chương vàng, trở thành vận động viên xuất sắc nhất tại giải vô địch các nhóm tuổi Đông Nam Á. Đến SEA Games 26, Ánh Viên tiếp tục chứng tỏ tài năng của mình khi ẵm 2 huy chương bạc ở nội dung 100m bơi ngửa và 400m hỗn hợp. Lúc bấy giờ, cô mới chỉ 15 tuổi. Tiểu Tiên Cá với bảng thành tích ấn tượng cùng số lượng huy chương đồ sộ. 16 tuổi, Ánh Viên đã cao 1m7, có bàn chân to và các nhóm cơ suông dài. Nữ kình ngư Cần Thơ vượt 4 chuẩn B Olympic khi giành huy chương vàng ở nội dung 200m bơi ngửa tại giải bơi lội Đông Nam Á. Ở Thế vận hội mùa hè 2012, cô cũng là đại diện Việt Nam thực hiện các môn 200m bơi ngửa và 400m bơi hỗn hợp cá nhân. Năm 17 tuổi, cô gái Cần Thơ giành được 3 huy chương vàng, 1 huy chương bạc tại Đại hội Thể thao Trẻ Châu Á lần thứ 2. Thừa thắng xông lên, cô tiếp tục chinh phục huy chương vàng ở môn bơi lội tại SEA Games 27, trở thành vận động viên nữ đầu tiên của Việt Nam làm được điều này sau 54 năm. Bên cạnh đó, Ánh Viên cũng bội thu với 6 huy chương, gồm 3 huy chương vàng, 2 huy chương bạc, 1 huy chương đồng, phá 2 kỷ lục ở các cự ly 200m ngửa, 400m hỗn hợp tại kỳ đại hội thể thao Đông Nam Á này. Đến năm 18 tuổi, tức là năm 2014, Tiểu Tiên Cá tiếp tục duy trì phong độ với 4 huy chương vàng và 2 huy chương bạc, cũng như phá kỷ lục nội dung 400m hỗn hợp tại giải bơi mùa xuân bang Florida ở Mỹ. Lúc này, Ánh Viên đã được Bộ Tư lệnh Quân khu 9 tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và được Bộ Quốc phòng thăng quân hàm lên đại úy trước niên hạn. Sau đó, cô gái sinh năm 1996 tiếp tục càn quét với huy chương vàng Olympic trẻ nội dung 200m hỗn hợp và 2 huy chương đồng đội nội dung 200m ngửa, 400m hỗn hợp tại Asian Games 2014. Tại kỳ SEA Games năm 2015, Ánh Viên tiếp tục dẫn đầu đoàn thể thao Việt Nam với 8 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 1 huy chương đồng. 2 năm tiếp theo, nữ kình ngư giành tiếp 8 huy chương vàng. Đến SEA Games 30 vào năm 2019, phong độ của Ánh Viên đi xuống, nhưng cô vẫn giành được 6 huy chương vàng, trở thành vận động viên xuất sắc nhất kỳ đại hội này. Đến năm 2020, nàng Tiểu Tiên Cá không đạt được kỳ vọng của người hâm mộ vì thất bại ngay vòng bảng ở các nội dung bơi tại Thế vận hội mùa hè Olympic Tokyo 2020. Các thông số cũng cho thấy phong độ của Ánh Viên không còn được như trước. Thất bại này khiến nhiều người nghi ngờ về khả năng bơi của cô lúc bấy giờ, dù đã được đầu tư đến hơn 20 tỷ đồng và tập huấn dài hạn 7 năm ở Mỹ. Còn phía Tổng cục Thể dục Thể thao lý giải sự xuống dốc của kình ngư Cần Thơ là do đã chạm ngưỡng giới hạn và đầu tư không định hướng đúng. Tháng 4 năm 2021, nữ vận động viên giành 15 huy chương vàng, 1 huy chương bạc nội dung cá nhân cũng như 2 huy chương vàng, 2 huy chương bạc ở nội dung tiếp sức tại giải vô địch quốc gia bể 25m ở Thừa Thiên Huế, đưa đoàn quân đội lên ngôi nhất toàn đoàn. Với thành tích đồ sộ và năng lực hiếm thấy, việc Ánh Viên tuyên bố giải nghệ vào ngày 8 tháng 10 năm 2021 đã ngập tràn trên các thông tin truyền thông. Đến ngày 16 tháng 11, Tổng cục Thể dục Thể thao Việt Nam chấp nhận việc Ánh Viên giải nghệ. Lý do nữ kình ngư đi đến quyết định bất ngờ này là vì muốn tập trung vào việc học và chăm sóc bản thân tốt hơn. Từ bỏ sự nghiệp bơi lội,
tập trung hơn vào bản thân. Chia sẻ về cuộc sống với tư cách là một vận động viên bơi lội với trang tin người. Chia sẻ về cuộc sống với tư cách là một vận động viên bơi lội với báo chí, Ánh Viên từng cho biết một ngày tập luyện của cô bắt đầu từ 7h15 tới 20h30. Sau giờ bơi, cô được nghỉ ngơi và ăn uống theo chế độ. Khẩu phần ăn một bữa có thể là 1 kg thịt bò, 50 con tôm, một đĩa rau xà lách trộn, sinh tố xay, một ngày mấy bữa, không được bỏ bữa nào. Việc lặp đi lặp lại lịch trình như vậy khiến Kình Ngư Cần Thơ mệt mỏi, tưởng như mất hoàn toàn vị giác, chỉ có nhai và nuốt. Có những ngày ốm hoặc tâm trạng bất ổn còn khiến cô không thể ăn được. Từ bé đến lớn, Anh Viên chủ yếu chỉ ở dưới nước và mang những bộ thể thao rộng rãi. Điều này vô tình khiến nữ vận động viên bỏ lỡ cơ hội được sống như bạn bè cùng trang lứa. Khi nhìn lại, cô thấy bản thân chưa có cơ hội để nữ tính. Lần đầu tiên mặc váy, em mắc cười muốn chết vì em nghĩ tướng mình như đàn ông thế này mà mặc váy thấy kỳ kỳ sau đó. Ánh Viên tâm sự. Tuổi đôi mươi, cô gái ngày nào mong muốn trở thành đóa hoa nở rộ, được đi chơi cùng bạn bè và hẹn hò. Mặc một chiếc váy xinh là điều rất đổi bình thường, nhưng với Ánh Viên lại xa xỉ. Chỉ khi quyết định giải nghệ, nữ Kình Ngư mới có thời gian chăm sóc bản thân, học cách làm điệu. Dù phải học một cách chậm chạp để trở nên nữ tính, thì em cũng có đôi lần ao ước được là con gái trong mắt một cậu bạn trai nào đó. Đến tuổi này, em vẫn không biết phải làm thế nào để giao tiếp với đàn ông, làm người ta thích mình. Em thậm chí chưa có mối tình đầu. Ánh Viên chia sẻ. Hiện tại, dù để lại nhiều tiếc nuối trong lòng người hâm mộ, nhưng có thể thấy Ánh Viên đang có cuộc sống thoải mái, có thể tìm lại chính mình, tiếp tục đam mê bơi lội khi duy trì một câu lạc bộ bơi, dạy bơi cho các em nhỏ. Trên trang cá nhân, Ánh Viên cho thấy cô đang rất hạnh phúc, cười nhiều hơn và dần trở nên tự tin trong những bộ cánh xinh đẹp. Để đạt được đỉnh cao sự nghiệp và đi đến tuyên bố giải nghệ, có lẽ Ánh Viên đã suy nghĩ rất nhiều. Tuy vậy, vì cô biết mình là ai, mình cần gì, chúng ta cũng nên tôn trọng và ủng hộ những điều mà cô gái kiên cường ấy đã làm.